Bài 14, bài kinh pháp môn căn bản. Mời quý vị nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, chú tâm cảm giác toàn thân và hướng đến nghe giảng. Quý vị phải duy trì chánh niệm này trọn vẹn suốt cả buổi giảng, tức là quý vị thực tập chánh niệm để chánh niệm liên tục không đứt đoạn trong buổi giảng. Khi quý vị thực hành chánh niệm liên tục không đứt đoạn, quý vị có thể đạt được an trú sơ thiền. Bài giảng bây giờ là bài giảng về kinh pháp môn căn bản. Bài kinh pháp môn căn bản là bài kinh số 1 trong 152 bản kinh thuộc Trung Bộ Kinh. Trong Phật giáo Nam Tông có 5 bộ kinh Nikaya, bao gồm Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. Theo giới thiệu của Hòa Thượng Minh Châu khi dịch 5 bộ kinh này, thì ý của Ngài nói rằng Trường Bộ Kinh kết tập những bản kinh dài nhưng mang tính chất đối ngoại, nghĩa là để người đọc phân biệt được Phật giáo, tính chất của Phật giáo với các tôn giáo khác. Trung Bộ Kinh là tập hợp những bản kinh trung bình, bao gồm 152 bài kinh. Nội dung của Trung Bộ Kinh là giảng giải về chánh tri kiến, những tri thức mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Những tri thức đó hiểu biết đúng sự thật về thực tại, là chân lý mà Ngài đã giác ngộ. Tương Ưng Bộ Kinh là những bản kinh ngắn, rất nhiều bản kinh ngắn được tập hợp trong bộ kinh này, và chủ đề của nó là nhắc lại hoặc là chia chẽ ra những phần giáo lý Trung Bộ Kinh tương ứng với Trung Bộ Kinh, cho nên gọi là Tương Ưng Bộ. Tăng Chi Bộ Kinh cũng là tập hợp những bản kinh ngắn cũng nói về giáo lý tương ưng với Trung Bộ Kinh, nhưng nó được sắp xếp theo pháp số từ 1 pháp đến 11 pháp. Tiểu Bộ Kinh là tập hợp những bản kinh ngắn rất nhiều đề tài khác nhau. Tuy rằng Tiểu Bộ Kinh nhưng lại là một tập kinh đồ sộ nhất, trong đó có rất nhiều đề tài khác nhau, nhưng đa phần là của người đời sau thêm thắt vào. Vì vậy Hòa Thượng Minh Châu chỉ dịch một phần nhỏ của Tiểu Bộ Kinh, đó là những phần Phật tự thuyết. Thế thì hai bộ kinh quan trọng là Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh. Trường Bộ Kinh có bản kinh đầu tiên là Kinh Phạm Võng, đó là lời tuyên bố giác ngộ của Đức Phật. Và Trung Bộ Kinh được xếp số 1 là bài kinh pháp môn căn bản. Đương nhiên, nếu như quý vị đọc Trung Bộ Kinh, đọc liền vào kinh pháp môn căn bản, thì đa phần không hiểu gì, phải nghiên cứu kỹ càng thẩm thấu 152 bài kinh sau, lúc đó mới rút ra được cái cốt lõi, cái căn bản giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng. Bản kinh này dịch là pháp môn căn bản, nhưng đó là ngữ pháp tiếng Tàu, còn tiếng Việt phải dịch là căn bản pháp môn, có nghĩa đây là những điều căn bản cốt lõi quan trọng nhất của giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Bản kinh căn bản pháp môn này là bàn về thấy và biết của bốn hạng người, một là phàm phu, hai là vị hữu học, ba là vị A-la-hán, tức là vị vô học, bốn là Đức Phật chánh đẳng giác. Thấy và biết là chúng ta nói tắt của tâm biết trực tiếp giác quan tưởng và tâm biết ý thức. Thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, chúng ta gọi tắt là thấy. Đó là tâm biết trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng. Biết là tâm biết ý thức, biết đối tượng đó là cái gì, tính chất của đối tượng đó ra sao. Vậy, bây giờ quý vị đi vào nội dung bộ kinh. Tôi xin đọc phần đầu. Như vậy, tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại tụ lạc Ukkata, trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Sala Vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Đức Phật nói rằng, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp. Câu dịch này rất sát nghĩa. Đây là bài kinh nói về căn bản, cái phần căn bản hay là quan trọng hay là cốt lõi của tất cả các pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng. Tiếp theo,
Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Ở đây trong đoạn kinh này có định nghĩa phàm phu. Định nghĩa phàm phu ở trong kinh này khác hẳn nghĩa của từ phàm phu mà thế gian dùng, cho nên quý vị phải phân biệt được định nghĩa này. Đương nhiên bây giờ quý vị dùng từ phàm phu để chỉ cho mọi người thì người ta phản ứng. Quý vị phải hiểu rõ để dùng từ cho đúng lúc. Phàm phu là gì? Không thấy các bậc thánh, cho nên ít được nghe pháp các bậc thánh. Để chỉ rằng đối với một người đệ tử của bậc thánh là Đức Phật thì được nghe Đức Phật thuyết giảng, cho nên họ có hiểu biết đúng sự thật về các pháp, đó gọi là văn tuệ. Một người đệ tử của Đức Phật không phải là phàm phu, tức là người được gặp bậc thánh, được nghe pháp các bậc thánh, tức là có văn tuệ. Còn người mà không được gặp các bậc thánh, không được nghe pháp các bậc thánh, cho nên không có văn tuệ. Thế thì định nghĩa này nêu lên rằng người không có văn tuệ là phàm phu, cho dù là đệ tử Phật, cho dù đi theo Phật bao nhiêu năm, cho dù đã quy y Phật, tự xưng là đệ tử Phật. Nhưng người đó cho dù nghe giảng bao nhiêu nhưng chưa có được hiểu biết đúng như thật về các pháp, vẫn còn hiểu biết trên nền tảng tâm biết cảnh, thì đó đều là phàm phu. Phàm phu là không có văn tuệ, không được gặp các bậc thánh, không được nghe pháp các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh. Đối với người đệ tử có văn tuệ rồi thì họ sẽ tư duy để hiểu biết sâu rộng hơn về văn tuệ, về điều đã được nghe, cho nên đó gọi là thuần thục pháp các bậc thánh và chính là tư tuệ. Còn người không có tư tuệ, không có văn tuệ thì đương nhiên là không có tư tuệ, sẽ không tu tập pháp các bậc thánh. Đối với những người có văn tuệ, có tư tuệ rồi, họ tu tập pháp các bậc thánh, cho nên khi tu tập họ có tu tuệ, có chánh tri kiến. Còn phàm phu không có văn tuệ, không có tư tuệ thì chắc chắn là không tu tập pháp các bậc thánh, cho nên không có tu tuệ. Vậy thì người nào không phải là phàm phu? Người có văn tuệ, có tu tuệ, có văn tuệ, có tư tuệ, có tu tuệ. Hoặc là người chỉ mới có văn tuệ, hoặc là người khác vừa có văn tuệ vừa có tu tuệ. Có những người ở mức độ vừa có văn tuệ, vừa có tư tuệ, vừa có tu tuệ, thì đó không còn gọi là phàm phu nữa. Phàm phu là không có văn tuệ, không có tư tuệ, không có tu tuệ. Thế thì bây giờ quý vị hiểu định nghĩa về phàm phu như vậy trong kinh Pháp Môn căn bản. Có định nghĩa phàm phu là như vậy, đương nhiên là trái với phàm phu, là hữu học, phải không nào? Có học nên có văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe bài kinh để hiểu về cái thấy và biết của phàm phu. Phàm phu tưởng tri, địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại. Rồi người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại. Người ấy nghĩ thủy đại là của ta, dục hỷ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy đại. Rồi quả đại, phong đại và rất nhiều những đối tượng được kể ở đây. Cuối cùng là người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn. Vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn. Người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri niết bàn. Thế thì khi mà một người lần đầu tiên nghe đọc bản kinh này, có thể ù tai liền, không hiểu gì,
người ta đang nói chuyện gì ở đây, với những ngôn từ cổ xưa, với cách hiểu biết cổ xưa. Diễn đạt theo kiểu này, không ai hiểu nó là gì cả. Nhưng bây giờ quý vị sẽ quan sát để thấy rằng Đức Phật đang mô tả cái thấy và biết của phàm phu. Cái công thức mô tả này đều giống nhau. Bất kỳ đối tượng nào thì cũng mô tả là vì tưởng tri, địa đại là địa đại. Vì ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại. Thế thì quý vị liên hệ đến cái sơ đồ Bát Tà Đạo và Bát Chánh Đạo phải không nào? Đương nhiên là phàm phu thì lộ trình tâm phải là Bát Tà Đạo. Trong này nói, từ tưởng tri là từ tiếng Hán, tri là biết, là cái biết của tưởng. Cụ thể là khi mà căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, thì tưởng tri là ghi nhận đối tượng thọ này. Rồi người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại. Nghĩ đến tức là tư duy, nghĩ đến đối tượng được thấy đó, được tưởng tri đó, đó chính là tà tư duy. Và do tà tư duy mới khởi lên cái tâm biết thức, ý thức có chủ thể đối tượng. Người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại như vậy, rằng là người ấy là chủ thể, có cái ta là tự ngã phải không nào? Đối chiếu với cái đối tượng được thấy, ta thấy đối tượng đó là chủ thể của đối tượng, đấy chính là tâm biết ý thức. Đối chiếu tự ngã với đối tượng, người ấy nghĩ địa đại là của ta. Đó là diễn tả cái tâm biết ý thức. Biết đối tượng đó là địa đại. Biết đối tượng địa đại là của ta. Như vậy, đó là có ta biết, có của ta. Như vậy câu này, vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, người ấy đối chiếu tự ngã với địa đại, người ấy nghĩ địa đại là của ta. Ví dụ như thế này, có một người mắt tiếp xúc với cái quạt điện, phát sinh cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh tâm biết nhãn thức, ghi nhận cảm giác hình ảnh. Tiếp liền theo đó là tà niệm, tà tư duy khởi lên. Tâm biết ý thức, ta thấy cái quạt điện, thì đó là lộ trình tâm diễn ra đối với một người bình thường chưa học đạo, gọi là lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Cái biết trực tiếp nhãn thức gọi là tưởng tri đối tượng. Sau khi tâm biết trực tiếp khởi lên, thì tâm biết ý thức, biết đối tượng đó là cái quạt, thì ta thấy cái quạt, đó là đối chiếu tự ngã với đối tượng. Và cái quạt đó là của ta, ở trong nhà, khởi lên cái quạt đó là của ta. Như vậy, địa đại là của ta, đó là mô tả tâm biết ý thức tà tri kiến. Và do tâm biết ý thức tà tri kiến, cho nên mới dục hỷ đối tượng. Dục hỷ là tìm kiếm niềm vui trong đối tượng đó, tức là để chỉ cho là do tâm biết ý thức tà kiến mà khởi lên tham ái đối với đối tượng đó, tìm kiếm niềm vui hạnh phúc trong đối tượng đó, gọi là dục hỷ địa đại. Và Đức Phật nói, tại sao vậy? Ta nói người đó không liễu tri địa đại, tức là không hiểu biết đúng sự thật về đối tượng. Như vậy, đó là lộ trình tâm Bát Tà Đạo phải không nào? Thế thì cái thấy ở đây là tưởng tri, là cái biết trực tiếp. Tiếp đến là cái biết ý thức tà kiến khởi lên. Như vậy thấy là tưởng tri, biết là tà kiến, rồi rất là nhiều các đối tượng như vậy. Cuối cùng, người ấy tưởng tri Niết Bàn là Niết Bàn. Vì tưởng tri Niết Bàn là Niết Bàn, người ấy nghĩ đến Niết Bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, nghĩ đến tự ngã như là Niết Bàn. Người ấy nghĩ Niết Bàn là của ta, dục hỷ Niết Bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri Niết Bàn. Niết Bàn được người bình thường hiểu là hết khổ. Và đương nhiên đối với từ này thì đa phần nhân loại cho rằng hết khổ thì phải là một thế giới cực lạc, nơi đó sung sướng tuyệt vời, nơi đó phúc lạc toàn vẹn, pháp hỷ sung mãn, nơi đó muốn gì được nấy, không thiếu thứ gì. Đối với kẻ phàm phu khi nghe giảng thì họ sẽ tưởng tượng ra, lưu vào tâm thức như vậy. Khi lộ trình tâm
ý tiếp xúc với pháp khởi lên, thì khởi lên Niết Bàn là một cảnh giới tuyệt vời, màu nhiệm, phúc lạc toàn vẹn, pháp hỷ sung mãn, muốn gì được nấy, hết khổ hoàn toàn. Và do người đó có lộ trình tâm, ý tiếp xúc pháp, khởi lên tâm biết ý thức, ta biết Niết Bàn là như vậy, Niết Bàn tươi đẹp như vậy, Niết Bàn đó phải là của ta, ta phải tu tập để chứng ngộ, thể nhập vào Niết Bàn đó, và do đó gọi là dục hỷ Niết Bàn. Vì sao vậy? Đức Phật nói rằng người đó không liễu tri Niết Bàn, tức là không hiểu biết đúng sự thật về Niết Bàn. Như vậy quý vị thấy rằng, đoạn đầu này mô tả lộ trình tâm bát tà đạo, cụ thể là cái thấy và biết. Cái thấy gọi là tưởng tri đối tượng, nó đi liền với cái biết tà kiến. Cái biết không đúng sự thật về đối tượng, cho nên khi tâm biết trực tiếp ghi nhận đối tượng, thì tâm biết ý thức khởi lên liền, và tâm biết ý thức là sai lầm. Cho nên, tâm biết trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng, bị tâm biết ý thức bóp méo đối tượng bởi các tri thức khái niệm, bởi yêu ghét. Vậy cho nên, tâm biết trực tiếp giác quan lúc này gọi là tưởng tri đối tượng. Tâm biết ý thức là tà kiến, không liễu tri đối tượng. Tiếp đến, loại người thứ hai là một vị hữu học. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn khỏi khổ ách. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ tự ngã như là địa đại, đã không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại, vân vân. Rồi cuối cùng, vị ấy thắng tri Niết Bàn là Niết Bàn. Vị ấy không nghĩ đến Niết Bàn. Vị ấy không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với Niết Bàn. Không nghĩ tự ngã như là Niết Bàn. Không nghĩ Niết Bàn là của ta. Không dục hỷ Niết Bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri Niết Bàn. Cái công thức của một vị hữu học, tức là vị này đang tu tập bát chánh đạo, vì thế lộ trình của vị hữu học lúc này là bát chánh đạo. Nhưng mà vị hữu học này chưa thành tựu chánh tri kiến, mình này chưa xóa bỏ vô minh trong kho chứa, nên Đức Phật nói là có thể liễu tri địa đại. Đoạn kinh này mô tả vị thắng tri địa đại là địa đại, vì đó không nghĩ đến địa đại, không đối chiếu tự ngã với địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Quý vị nhìn trên lộ trình tâm này, khi căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, vị hữu học là có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, tức là tu tập chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó cái thấy của vị đó là tỉnh giác. Và khi lộ trình xúc thọ tưởng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác khởi lên, thì lộ trình tâm tà niệm, tà tư duy, tà kiến không còn khởi lên nữa. Cho nên khi một vị hữu học tu chỉ, lộ trình tâm dừng lại cái biết tỉnh giác, thì cái biết tỉnh giác lúc đó là biết đối tượng một cách thù thắng, gọi là thắng tri. Và do thắng tri như vậy, cho nên lộ trình tâm bát tà đạo không khởi lên, không dục hỷ đối tượng. Và quý vị phải thấy, từ thắng tri ở đây, đối với lộ trình tâm bát tà đạo, tâm biết trực tiếp này đi liền với tâm biết ý thức. Tiếp ngay sau đó, cái biết trực giác này ghi nhận đối tượng, nhưng mà bị cái biết ý thức nó xuyên tạc, nó làm sai lạc bởi tri thức khái niệm, bởi yêu ghét. Còn khi tu tập chánh niệm tỉnh giác, nhờ chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, lộ trình tâm dừng lại tâm biết trực tiếp giác quan. Chỉ có một mình tâm biết trực tiếp giác quan mới gọi là tỉnh giác. Và khi đó, tâm biết trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng một cách trung thực, không còn bị méo mó, không còn bị xuyên tạc bởi tri thức, khái niệm, bởi yêu ghét của tà kiến. Vì vậy, cái biết đó gọi là thắng tri, để phân biệt với cái biết tưởng tri. Cùng là cái biết trực tiếp giác quan, nhưng khi nó đi liền với cái biết ý thức tà kiến,
thì gọi là tưởng tri. Nhưng cái biết trực tiếp giác quan đó, khi tách rời ra khỏi cái biết ý thức, chỉ một mình nó thôi, không có cái biết ý thức xen vào, lúc đó gọi là tỉnh giác. Và cái biết đó ghi nhận đối tượng một cách trung thực, không còn bị bóp méo, xuyên tạc, nên mới gọi là thắng tri là như vậy, tức là cái biết thù thắng. Và vị hữu học này vẫn tu tập là tu quán, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng cái biết chánh tri kiến này chưa hoàn thiện, chưa viên mãn, chưa đến được cái đột chuyển, minh, nó xóa bỏ vô minh trong bộ nhớ này. Nên Đức Phật nói là, ta nói vị đó có thể liễu tri đối tượng là như vậy. Loại người thứ ba là các bậc A-la-hán. Lại nửa này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử chánh trí giải thoát. Vì ấy thắng tri, địa đại là địa đại. Vì thắng tri, địa đại là địa đại. Vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại. Các đối tượng khác cũng tương tự như vậy. Thế thì quý vị thấy rằng lộ trình tâm của vị A-la-hán cũng giống như lộ trình tâm của vị hữu học. Đó chính là lộ trình tâm bát chánh đạo. Nhưng mà chánh tri kiến của vị A-la-hán đã thành đạt, đã viên mãn, đã đưa đến đột chuyển, minh xóa bỏ hoàn toàn vô minh, chấp ngã trong bộ nhớ. Và như vậy vị A-la-hán được gọi là đã liễu tri địa đại, liễu tri tất cả các pháp. Và do minh này đã xóa bỏ vô minh, chấp ngã trong bộ nhớ, nên lộ trình tâm bát tà đạo hoàn toàn đoạn tận, không còn cái nhân để mà khởi lên nữa. Quý vị hiểu rằng, tu tập lúc đầu là hai nhân. Người chưa tu tập thì có hai nhân. Cái nhân hiện tại là xúc thọ tưởng, tiếp xúc với cái nhân là vô minh trong bộ nhớ, thì phát sinh ra lộ trình tâm bát tà đạo. Lộ trình tâm bát tà đạo là duyên khởi, do duyên hai nhân đó mà phát sinh. Nhưng khi quý vị chuyển sang tu tập bát chánh đạo, thì vẫn có cái nhân hiện tại là xúc thọ tưởng, vẫn có cái nhân là vô minh chấp ngã trong bộ nhớ, nhưng mà nó không có duyên với nhau, cho nên lúc đó không khởi lên lộ trình tâm bát tà đạo, nhưng nó vẫn còn nhân đó, hễ có duyên là nó khởi lên. Còn đến địa vị A-la-hán, cái nhân đó bị xóa bỏ, bị đoạn tận, không còn cái nhân nữa. Hai nhân mà một nhân đã diệt rồi thì không còn cái cơ hội nào khởi lên bát tà đạo nữa. Lúc đó bát tà đạo đoạn tận, vô minh đoạn tận, tham sân si được đoạn tận, phiền não khổ đau được đoạn tận, thì đó là cái thấy biết của vị A-la-hán. Cái thấy của vị hữu học là tỉnh giác, là thắng tri. Cái biết của vị hữu học là có thể liễu tri. Còn đối với vị A-la-hán, cái thấy là tỉnh giác, là thắng tri. Cái biết là chánh tri kiến, là liễu tri tất cả pháp. Hạng người thứ tư là Như Lai. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri địa đại. Thế thì ở đây, quý vị đọc thấy lộ trình tâm của Như Lai và lộ trình tâm của vị A-la-hán là như nhau phải không nào? Cái thấy của Như Lai là tỉnh giác, gọi là thắng tri đối tượng. Cái biết của Như Lai là chánh tri kiến, gọi là liễu tri đối tượng, liễu tri tất cả pháp. Nhưng mà Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nghĩa là Ngài là người tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Nhưng mà sau khi giác ngộ rồi, Ngài còn tuyên thuyết lại điều mà Ngài đã giác ngộ, để cho những người có duyên, có trí học hỏi tu tập theo, để giác ngộ quả vị A-la-hán như Ngài. Vì vậy, Ngài gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
chánh đẳng giác là tự mình tu tập, tự mình tìm đường, tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Nhưng sau đó còn chỉ dạy cho người khác giác ngộ như mình. Đó gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Cũng có những vị thành đạt đạo quả A-la-hán, nhưng mà sau khi thành đạt, họ không chỉ dạy được cho người khác giáo pháp mà họ đã giác ngộ. Điều này không phải là số ít đâu. Đức Phật sau khi chứng ngộ đêm đầu tiên, Ngài phải ngồi lại cội Bồ Đề 49 ngày để bắt đầu suy niệm, tư duy từng chút một. Rồi lúc đó mới giảng giải được cho người khác về giáo pháp này. Có những vị vẫn giác ngộ như vậy, nhưng không có khả năng để diễn đạt lại được. Vì vậy, những vị đó chỉ giác ngộ một mình thôi, chứ không giác ngộ được cho người khác, nên gọi là A-la-hán độc giác. Quý vị thấy rằng, nếu như bình thường như thế này, cũng có người học cấp 1, cấp 2, cũng có thể đắc A-la-hán. Nhưng mà cũng có thể, người là tiến sĩ cũng đắc A-la-hán. Nhưng mà một người tiến sĩ sau khi đắc A-la-hán, họ thanh lọc tâm, thay đổi nhận thức, thay đổi hiểu biết. Họ có thể có khả năng giảng giải toàn bộ những điều mình đã chứng ngộ. Còn một vị mới học lớp 3, lớp 4 cũng có thể nghe theo tu tập chứng ngộ, nhưng họ không thể nói được, không thể diễn tả được cho người khác hiểu. Thế thì hai loại A-la-hán tự mình giác ngộ gồm có A-la-hán chánh đẳng giác, các Đức Phật Như Lai, còn có vị A-la-hán tự mình giác ngộ nhưng không chỉ dạy được cho người khác, gọi là A-la-hán độc giác hay gọi là Phật độc giác. Còn loại A-la-hán thứ ba, đó là người nhờ nghe lời giảng của Đức Phật chánh đẳng giác, học hỏi thực hành giác ngộ, thì đó gọi là A-la-hán thanh văn giác. Văn là nghe, thanh là âm thanh của Đức Phật chánh đẳng giác. Cho nên một vị thanh văn là A-la-hán thanh văn. Như vậy quý vị sẽ thấy Đức Phật đã giới thiệu cái thấy và biết của bốn hạng người. Một là kẻ phàm phu, cái thấy đó là tưởng tri đối tượng, và cái biết là tà kiến, không liễu tri đối tượng. Cái thấy biết đó diễn ra trên lộ trình tâm bát tà đạo. Hai là cái thấy biết của vị hữu học. Cái thấy đó là tỉnh giác, là thắng tri đối tượng. Cái biết cũng là chánh kiến nhưng mà chưa hoàn thiện, gọi là có thể liễu tri đối tượng. Ba là cái thấy của vị A-la-hán, là tỉnh giác, là thắng tri đối tượng. Và cái biết là chánh tri kiến, là liễu tri đối tượng. Bốn là đối với Như Lai, cái thấy là tỉnh giác, là thắng tri đối tượng. Còn cái biết là chánh tri kiến, là liễu tri đối tượng. Với ba loại người sao, cái thấy và biết diễn ra trên lộ trình tâm bát chánh đạo. Nhưng có câu hỏi được đặt ra ở đây, Đức Phật giới thiệu bốn loại thấy biết đó để làm gì? Điều này quý vị phải suy ngẫm kỹ càng để hiểu biết ngụ ý của việc này, chứ không phải là bản kinh nói ra để đọc, để giới thiệu cho người ta biết ở đây pháp môn căn bản là gì. Tu là để thay đổi cái thấy và biết. Pháp môn căn bản ở đây là gì? Tu là thay đổi cái thấy từ tưởng tri thành thắng tri, và cái biết tà tri kiến không liễu tri sang chánh tri kiến liễu tri. Tu là thay đổi thấy và biết. Vì sao quý vị? Vì cái thấy và cái biết này thay đổi thì lời nói hành động cũng thay đổi. Cho nên quý vị thấy trong bát chánh đạo, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là thuộc nhóm định. Chánh tư duy, chánh kiến thuộc về nhóm tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về nhóm giới. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không có tham sân si thì gọi là giới. Quý vị phân biệt giữa giới và luật. Luật là những điều luật chế tài bắt buộc người đệ tử phải thực hiện thực hành. Nhưng mà giới là lời nói hành động trong sạch, không có tham sân si, mà lời nói hành động chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là do gì? Do chánh tri kiến, do hiểu biết đúng sự thật, nó mới khởi lên. Vậy thì nếu như cái biết đã thay đổi, nếu như cái biết trên này là tà kiến, không liễu tri, thì nó đưa đến tham sân si, đưa đến tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, đưa đến khổ vui. Còn cái biết chánh tri kiến này thì đưa đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không còn tham sân si, không còn khổ vui. Vì vậy, quý vị thấy cái gốc của sự tu học gọi là pháp môn căn bản, tiếng Việt là căn bản pháp môn. Căn bản là quan trọng cốt lõi của pháp môn tu học là thay đổi thấy và biết.
cái thấy từ tưởng tri sang thắng tri, biết là từ tà kiến không liễu tri sang chánh kiến liễu tri. Thế thì đây mới là pháp môn căn bản, tu học là tu học cái gốc ở đây, thay đổi thấy và biết, chứ không phải là thay đổi lời nói hành động. Không phải là tu tập giới, rồi tu tập định, tu tập tuệ. Ở đây là tu tập định, là để thay đổi cái thấy, tu tập tuệ để thay đổi cái biết, tu tập định và tu tập tuệ, không phải là tu tập giới. Giới là do tu tập định, để thay đổi cái thấy là thắng tri, tu tập tuệ để thay đổi cái biết là liễu tri. Thì giới tự nó đầy đủ, không cần phải tu tập gì cả. Như vậy quý vị sẽ thấy rằng cái gốc của sự tu tập, căn bản của sự tu tập là thay đổi thấy và biết. Đương nhiên, thay đổi cái thấy từ tưởng tri sang thắng tri. Bản chất của cái thấy thì phàm và thánh đều giống nhau, chỉ có việc tách nó. Thánh thì tách nó ra khỏi cái biết ý thức, chứ hoàn toàn cái thấy là bản chất của nó là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, phàm thánh đều giống nhau cả. Quan trọng là thay đổi cái biết, cái nhận thức này. Và quý vị thấy rằng trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu cũng nói đến căn bản pháp môn này. Trong kinh Pháp Cú nói như thế này: ý dẫn đầu các pháp, ý là nhân, ý tạo tác. Đương nhiên người ta dịch như thế này: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nhưng mà chữ làm chủ này là sai, không có cái nào làm chủ cái nào cả, mà chúng ta phải dịch đúng là ý dẫn đầu các pháp, ý là nguyên nhân, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Và song song với nó thì có một pháp cú gọi là song yếu, lại là ý dẫn đầu các pháp, ý là nhân, ý tạo tác. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc có mặt ngay như bóng không rời hình. Chữ ý ở đây là để nói về tâm biết ý thức. Nếu với tâm biết ý thức là ô nhiễm, chính là tâm biết ý thức tà tri kiến là ô nhiễm, là cái hiểu biết không đúng sự thật, thì gọi là ý ô nhiễm. Và lúc đó do ý ô nhiễm mà phát sinh tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tức là nói lên hay hành động, thì khổ não kéo theo sau như xe chân vật kéo. Còn ý thanh tịnh, tức là tâm biết ý thức chánh kiến là thanh tịnh, không còn là hiểu biết sai lầm nữa, thì lúc đó nói lên hay hành động chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, khổ não chấm dứt. Dùng một từ khác là an lạc có mặt ngay như bóng không rời hình. Vậy thì pháp cú này, song yếu này, ngụ ý nói cái gì? Tu có phải là thay đổi ý không? Thay đổi tâm biết ý thức từ ý ô nhiễm sang ý thanh tịnh, tức là từ tâm biết ý thức tà tri kiến sang tâm biết ý thức chánh tri kiến. Nói gọn, nói tắt là như vậy. Không nói đến là thấy, bởi vì bản chất của cái thấy, phàm thánh đều giống nhau. Như vậy là quý vị đã hiểu được căn bản pháp môn của sự tu tập là tu tập để thay đổi thấy và biết. Nhưng trong bản kinh này còn một chủ đề rất quan trọng nữa. Cuối bài kinh có nói như thế này: vì thắng tri niết bàn là niết bàn, Như Lai không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của đau khổ. Trừ hữu sinh khởi lên và già chết đối với các loài sinh vật. Do vậy, này các tỷ kheo, ta nói, vì Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị đã thấy rằng khi mô tả lộ trình tâm bát tà đạo của phàm phu, vì tưởng tri địa đại là địa đại, vì ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại, nghĩ đến địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị đó không liễu tri địa đại.
vì không hiểu biết đúng sự thật về địa đại, tức là tâm biết ý thức tà kiến khởi lên, cho nên mới có dục hỷ đối tượng. Và cuối bản kinh này, Đức Phật kết luận dục hỷ là căn bản của đau khổ. Hay nói cách khác, dục hỷ là nguyên nhân phát sinh đau khổ. Thế thì ở đây quý vị sẽ thấy rằng, trong bản kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói nguyên nhân của đau khổ là gì? Khát ái, tìm cầu hạnh phúc, chỗ này chỗ kia, như dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thế thì khát ái tìm cầu hạnh phúc hay là tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia thì đó chính là dục hỷ. Vậy thì dục hỷ nó cũng phải được chia làm ba phần. Trong tham ái thì nói là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Còn nói đến dục hỷ, quý vị cũng phân biệt có ba loại dục hỷ. Dục hỷ dục lạc, tức là tham ái niềm vui hạnh phúc vật chất và tinh thần. Dục hỷ hữu, tức là hữu ái, tham ái sự sống, sự hiện hữu. Phi hữu ái, tương tự là dục hỷ niết bàn. Trong bài này có nói đến dục hỷ niết bàn chính là phi hữu ái, là tham ái niềm vui hạnh phúc ở một cõi giới không có thân xác, thì đó gọi là dục hỷ niết bàn hay gọi là phi hữu ái. Như vậy, quý vị sẽ thấy rằng trong bản kinh này đã nói đến nguyên nhân của khổ là do dục hỷ hay do tham ái. Thế thì bài kinh Pháp Môn căn bản, Đức Phật chỉ nói đến khổ và sự chấm dứt khổ. Đức Phật nói đến khổ là nói đến dục hỷ là nguyên nhân của khổ hay là tham ái là nguyên nhân của khổ. Và sự chấm dứt khổ là gì? Khi nào thay đổi được thấy và biết từ tưởng tri và không liễu tri sang thắng tri và liễu tri thì lúc đó sẽ chấm dứt khổ. Như vậy, đây có phải là tóm gọn của Tứ Thánh Đế không? Đây chính là căn bản pháp môn, căn bản những điều Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng.